You're like, I'll go outside with her. Yeah. JD, where are you going? We should go on a bus ride with her. Oh, really? Yeah. Con đi đâu quá? Hiện tại bây giờ cô chú có tin nổi là hiện tại bây giờ là 8 giờ rưỡi tối không vậy cô chú? Hả? Cô chú có tin bây giờ là 8 giờ rưỡi tối mà mặt trời vẫn còn kìa. Giờ này mới là cái giờ mà đi ra đi chơi chơi mà Ngọc thích nhất nè. Make sure you get the money from this one. High five. Down low. Too slow. Where's your bunny rabbits? Yeah. Right there. Did you fall and get a boo-boo on your leg? Yeah, show him your boo-boo. Aww. Are you okay? What happened? Oh, really? Oh. Yeah. So thank you. Oh, oh, do you want me to get the ball? À, nó thấy cái trái, nó thấy đằng kia có trái banh đó. Đó, ông nói con có muốn ông lấy cho con không? Cưng dễ sợ không? Trời ơi, mà anh mang đôi dài xuống ướt dài lấy bò cho nó luôn kìa, cái cưng không? À, cái ông này là bữa là cho nó nguyên cái con rabbit màu pink á. Đàn ông mà thích nít. Ooh, did you say thank you? She did. Good job, JD. Say, look, mommy, bobber. A bobber. Jay, Jay là giống như JD, let's go over here. Let's go over here. Let's walk over here. Đi lại đây chơi đi con, để cho mấy chú ngồi relax đi con, đừng có lại phá người ta con. Lại chơi chút xíu, mình say hi chút xíu thì mình đi, cho mình đừng đứng lâu, hiểu không? Jay là giống như là tâm điểm của xóm này cô chú, dân xóm này cô chú thấy con mình nó là nít à. Chứ đâu có ai đâu. Nên ta cưng nó dữ lắm, từ người lớn tới nhỏ, từ già tới trẻ. Ơi ơi, đó đi có thấy đường không vậy hả? Đi đi chơi, đi chơi, đi chơi, đi lại kia có mấy anh câu cá kìa, mấy anh câu cá đằng đó kìa, thấy không? Đi con. Bữa nay không biết ai dài lại cái like này, hình như dài cái like này lại cho mấy con vịt nó đừng có lại hay sao nè. Cái gì chơi? Đi lại coi mấy anh đó đang câu cá kìa. Mấy anh đi câu cá gì cho má anh nấu canh chua á chơi. Hình như mấy cái bờ này là đang được, nó đang được cao hơn hàng sáu ta ơi. Sao giờ này thấy nó cao quá, hay là nước lắng xuống. Did you catch any fish? Yeah. A lot? Yeah. Hỏi bắt được cá không, nó nói bắt được nhiều. They saw big turtle. Yeah, he was just telling me about that. Yeah, he said about 200 pounds. I'm like, mm-hmm. Yeah, that's too big. Yeah, that's bigger than a person. Yeah, yeah, that's even bigger than a person. Yeah, like I'm literally 107. You have that? Is that what color is that? Yellow. And yellow and what? Yellow and what? Orange. Yellow and orange juice, yeah. Yeah. Yeah, it's a baby one, right? Yeah. Big one. Mm-hmm. Did you guys do tie dye? No, no. She used one. All the marker. Daddy. Oh. Yeah. Daddy one. Baby one. Mommy one. Mm. Baby one. Baby one, mom. Baby one. Baby one what? Baby one. Ông kia say cá. Con về nhà nè. Con đồ đi ra ngoài mà con không nghe lời mẹ là mẹ cho đi vô nhà nghe chưa? Con có nghe lời mẹ không? Dạ. Đó. Rồi đi lại đây. Đi đường này. Không có đi ra ngoài đó nữa. Đi vô đường kia. Con muốn đi đâu? Đi cá. Muốn đi cá đâu? Đâu có cá đâu đi. Giờ tao có bàn tay kìa. Cái bàn tay giống như cực khổ đồ này kia. Đi sửa xe, sửa nhà, sơn sửa gì đâu kia. Thôi thôi mẹ đi vô. Bye bye chay. Bye bye. Không nhà nữa. Không nhà nữa. Ừ. Vậy tối nay ngủ ngoài đường. Tối nay ngủ ngoài đường luôn đi nha. Không đi nhà nữa. Ừ. You really like that ball, don't you? Mommy, don't shoot on it. What? Nothing. Water. Water, yeah. Yeah.
What? It's my boat. It's your boat? Đi ra. Đi ra hả? It's my boat. Tại sao? Sao? Sao con nói? Sao con nói mẹ nghe coi. It's my boat. It's your boat? No, it's my boat. No, it's my boat. No, it's my boat. No, 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 it's my boat. No, it's my boat. No, 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 it's my boat. No, it's my boat. Yeah, it's mine. It's my boat. No, no, it's mine. No, it's mine. No, no, no. Giỡn nha, giỡn nha. Giỡn nha, cái thuyền là của ai? Thuyền của gà. No, thuyền của mẹ. Không, thuyền của gà. Không, thuyền của mẹ. Không, thuyền của gà. No, thuyền của mẹ. Thuyền của gà. No, 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 thuyền của mẹ. Không, thuyền của mẹ. Yeah, thuyền của mẹ. Không, thuyền của gà. Thuyền của gà. No, 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 thuyền đó là của mẹ. Không, thuyền của mẹ. No, 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 thuyền của mẹ. Thuyền của mẹ. Yeah, thuyền của mẹ mà. Yeah. Thuyền của mẹ nha. Thôi mẹ đi lên thuyền. Không, lên thuyền. Hả? Sao tao nhìn thẳng. Nó xạo dễ sợ sợ. Trời ơi. Rồi bây giờ có lại khoanh tay xin lỗi mẹ chưa? Tối nay đừng có ngủ với mẹ nghe chưa? Trời ơi, bây giờ nó lại nó chơi với... Bây giờ nó lại chơi với mấy người đó. Bây giờ nó thành giang hồ luôn rồi. Đó mẹ của nó đó. Giờ nó lại nó có bè mẹ mới rồi. See JD, no screaming. Thuyền của mẹ. No, no, thuyền của mẹ. Tiền của mẹ. Không, nó nhỏ thôi, không được la lớn. Thuyền của mẹ. Thuyền của mẹ. No, 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 thuyền của mẹ. Không, thuyền của mẹ. No, 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 thuyền của mẹ. Thuyền của mẹ. Không, bây giờ mày lên thuyền. Thôi mày đi lên thuyền. Không, ngồi xuống. Ăn cho bánh. Hùng mẹ miếng đi rồi mẹ cho thuyền của chay. Không, hùng mẹ miếng đi mẹ cho thuyền của chay. Ok. Con khám lỗ tai cho mẹ hả? Ok. Rồi đi lên thuyền, đi. Hết bệnh chưa? Cho lên thuyền nha. Không, không. Ngồi xuống. Ngồi xuống sao? Ngồi xuống. À, ngồi xuống, còn sao nữa? Ok. Ai mẹ đi lên thuyền nha. Không. Không, 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 thuyền của mẹ. Ngồi xuống. À, ngồi xuống. Thuyền của mẹ. 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 Thuyền thuyền của mẹ. Thuyền của mẹ. Thuyền của mẹ. 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 Ừ, của mẹ. Baby. Daddy, come here, come here. Rồi ba về nè. JD, she didn't want me to go on the boat because that's her boat. Which boat is your boat? That's my boat. No, that's my boat. No, that's my boat. Hi, sweetheart. JD, move, move, how move. Are you? Move on the side. Hi. What do you got, a bobber? Yeah. Have you been fishing? JD, that's my boat. No, that's my boat. No, 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 I'm gonna go on my boat. Go on your boat. Yeah, I'm gonna go on my boat. What are you gonna do? How are you gonna stop her? Yeah, how? She's much bigger than you. How are you gonna stop me? Stop me. I'm gonna go on my boat. Bye bye. I'm going on my boat. Bye bye. No. Hai mẹ ơi. Hai mẹ ơi. Nhau. Không đi chừng nữa. Hả? Không đi tàu nữa. Không đi tàu nữa hả? Trời, trời ơi, nó kéo quần tôi kìa trời. Trời ơi. Trời ơi, nó kéo. Trời ơi. Ngồi xuống. À, ngồi xuống. Không chạy nữa. Không chạy nữa. Trời ơi, coi kìa. Coi kìa. Không chạy bóp nữa. Chạy đi. Trời ơi, bữa nay cái gì vậy chay? Bữa nay cái gì vậy chay? Bữa nay có gì vậy? Bữa nay bị gì vậy? Thôi bây giờ tới giờ đi vô nhà được rồi nè, 9 giờ tối rồi phải đi vô nhà. Nào ngồi xuống nè. Thôi đang ngồi xuống này chứ đâu có đứng. Mẹ ngồi xuống nó không dính nữa. Đâu có đứng đâu. Đi lại lấy giày đi vô nhà kìa, lại lên. Rồi không cho ngủ ngoài đó luôn nha. Cái gì? Không chạy chi nữa. Chạy chi sai rồi.
Để chân sai rồi, trời ơi, tôi để chân vậy nó kêu để chân sai rồi. Trời ơi trời. Thế để chân sao, để chân sao? Để chân sai rồi. À để chân sao? Để chân sai rồi thì để chân như này. À để chân này sao? Để chân như bên kia. Ừ, à, không không mang vậy đúng rồi, mang vậy mới đúng nè, đó mang vậy đúng rồi. Ok. Mang giày sai. Rồi mang mang giày đúng rồi, mang giày đúng rồi. À, nó mang mang giày sai không được đúng rồi. Thì sao nữa? Tại sao? Tại sao không sao? Là thiền của mẹ. Thiền của mẹ là anh. Thiền của mẹ. Thiền của mẹ. Sao thiền của đây? Sao thiền của mẹ? Ở dưới bên này. Con này mà mong mốt mà có em là nó dành tài sản cho em đây nè. Nó dành tài sản em, nó cái gì đó cũng mới của chay. Chay là mai mốt mà chia tài sản là phải chia cho phải ghi ra cho rõ chứ, mà không mới nó đứng nó cãi lộn mà cái này là của chay, cái này là của chay, là cuối cùng mà của nó hết, cái con em mốt nó không có vậy nè. Không. Cái thiền này là của mẹ. Thiền của mẹ. Trời ơi tự nhiên không biết ở đâu cái này có vụ này ra trời, có bao giờ tôi dạy cho nó mấy cái này đâu, tự nhiên ở đâu mà có vụ này ra trời. Không, không ăn được. Ở đâu mà có vụ của cha của chay với của mẹ đây? Cái này là con nói đi. Con nói đây. Đây nè con nói nè, thuyền của nhà mình. Thuyền của nhà mình. Đúng rồi. Thôi, bây giờ đi vô lấy dép lấy đồ vô mang giày vô, hết giờ rồi, hết giờ cho ngoài chơi rồi. Ok, bye bye chưa cô, chú bye bye chú, bye bye cô đi. Bye bye, I'm gonna go inside, ok? Thank you. Bye bye. Good night. Đúng rồi, đi. Đúng rồi, đi vô nhà mẹ cho chơi đồ chơi. Đi con. Đi vô nhà mẹ cho đi chơi đồ chơi, lẹ lên. Thôi thôi, đừng đi thẳng vô nhà nha, đừng có tấp qua cái nhà hàng xóm kia nữa nha. Đi mà hồi tấp bờ tấp bụng hồi là tới tối chưa về tới nhà luôn. 9 giờ rồi, giờ vô nhà rồi rửa tay rửa chân tắm rửa đồ sạch sẽ. Ăn uống rồi này kia. Hi JD. I'm home. I just this. Oh, you miss mommy? Yeah, I have this. You have this? Yeah. Give mommy a kiss. Nhớ mẹ không? I have lipstick. Nhớ mẹ không? I have lipstick. Oh, you love lipstick. Wow. Lipstick, daddy, I'm lipstick. Nhưng mà con nhớ mẹ không? Yeah, xin môi. Trời, nhớ mẹ cứ xin môi không mà không mẹ mến đây. Xin môi bay mà xin môi con. À, xin môi xin môi con rồi xuống đây. Xin môi daddy. Trời ơi, mặc đồ, mặc bồ gì bẹp dữ vậy? Bo. Bo đúng rồi. Ơi, mặc bồ bị bẹp bự bời. Trời ơi, ba mang vớ vô cho nè. Trời ơi. Ai mẹ đẩy bên kia ở mẹ. Trên. Trời ơi, cái con gái ai mà dữ thương dữ vậy? Con gái của ai mà về thương quá vậy? Ê. Đó. Trời ơi, đứa mặt không mến đây. À mà từ từ. Đứa không từ từ gì, đứa mặt không mến chịu không nổi. Ê. Đứa mặt không mến chịu không nổi đâu mà. Ôi trời ơi. À. Chịu không nổi. Wait. Trời ơi, coi kìa. Lâu quá cô chú chưa. Trời ơi, coi kìa. Cô chú. Không, kia. Không, kia. Không, kia. Mẹ đi ra, mẹ quay cho cô chú coi chay. Không, cô chú coi chay nữa. Không, ok, mẹ quay lén. Không, không có chia, không có chia nữa. Trời, con làm gì? Không, không cười. Trời, làm gì trời? Làm gì? Làm gì, con làm gì? Con ru em á hả? Trời ơi, con bà ngồi bà mang vớ nữa, ba bà đặt trời ơi, cái trời nóng gần chết luôn đi, ba mang vớ nữa. Trời ơi, con tướng nhau muốn giọng không? Nhìn mẹ cười cái coi. Ok, xong. Ok, xong, nhìn mẹ cười cái coi. Sao thương má đi thôi á. Hồi nãy ba chở con đi đâu á? Ba chở đi park. Ba chở đi park hả? Dạ, không nha. Enough, enough. Enough. Ba nói đủ rồi, ba kêu về hả? Mà con chơi vui không? Dạ. Con đi park con chơi gì đó mẹ nghe coi. Đi đâu à? Đi tưới cây à? Dạ. Lâu quá không có xả tóc xuống. Chạy băng kia. Ủa, cái đó đồ của nhà mình mà sao mình để bên nhà người ta? Em bán cho bên kia. Cái tóc con dính ở đằng sau, tóc của con dính lá cây kìa. Trời 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 trời. Em chỉ có hạt tiêu ranh đá của tôi đó. Hạt
hạt tiêu đánh đá đó. Trời ơi coi kìa. Trời ơi. Giọng dễ sợ luôn. Chị Hai sẹo đó. Chị Hai giờ bây giờ chị Hai giờ là đúng có cái sẹo rồi đó, có sẹo đầu đó là Hai sẹo đó. Ờ nó đi đâu rồi? Đi đâu? Con đi về hả? Ồ ừ, mặc cái đầm tầng lớp lớp không? Không ai nữa không dạ. Hả? Con kia. Kia sao? Con kia mẹ ơi con kia. Con kia kia. Đi ra đâu? Kia kia. Đi ra đâu? Con kia kia. Không quay cô chú nữa. Chán cô chú rồi. Chán cô chú quá đâu không chịu quay cô chú nữa. Chịu chú quay. Thôi đừng cái đó là toàn là thùng giấy đồ không chổng á. Lất kỳ kìa chơi. Lất kỳ kìa. Đâu, is it a spider đâu? Is it a spider đâu? Lâu quá không thấy nó cục tóc á, xả tóc xuống nhìn thấy nó. Ờ, trời ơi, cái con này con gì á? Hey, be nice to the spider. You left it outside so the spider thought it was his. That's how life works. Yeah. If you bring it inside, then the spider can't get on it. Gotta put away your toys. À, con đừng có làm gì spider nha, đừng có giết spider nha. Cũng muốn hôn em hả? Thôi không hôn được đâu. Spider nhỏ lắm. Ba chay mới nói là hả? Không để cho con nhện đừng có giết con nhện. Tại vì hả? Ai mượn con để đồ chơi con ở ngoài thì con nhện nó sẽ tưởng đó là đồ chơi của nó thì nó leo lên thôi, đúng không? Ừ, ai mượn con để đồ chơi con ở ngoài thì con spider nó tưởng là của nó leo lên nó chơi. Nếu mà đồ chơi của con mà con muốn chơi con phải để bên trong nhà thì spider con nhện không có vô được, hiểu không? Còn bây giờ con để ngoài thì nhện vô là chuyện bình thường, đúng không? Mình cho nhện mượn nhện chơi chút đi. Ok, đừng có giết nhện nghe chưa nhện. Không nhện không leo lên đồ chơi chơi hả? Không leo kia, không leo kia. Không leo con kia ghê hả? Dạ. Ghét thật ghê thật chứ nó mặc cái bộ đồ. Tại sao? Tại sao? Con kia không leo. Tại sao? Lâu quá không thấy xả tóc à? Lúc nào ngày nào cũng ngủ vậy là lo cột đầu tóc lên trước. Lâu quá không thấy xả tóc giờ thả xả xuống nhìn y như gái 18. Bỏ đây. Nhìn y như gái 18. Gái 18. Trời ơi phủi tay rồi này kia rồi cái này rồi. Thôi để một chỗ thôi, con để ngồi cái nó rớt cái con đạp nó đi nó chết bây giờ. Mà cái đầm này phải mang cái đôi giày màu hồng hoặc là mang cái đôi giày màu pink là đẹp nè, màu red là đẹp nè. Vô lấy cái đôi giày mini mouse mang vô đây chơi. Con mới thích giày mini mouse mẹ mua hả? Dạ. Mẹ mua giày đó đẹp lắm á. Đi ra rồi hả? Spider đi ra rồi mà tại vì con hồi nãy giờ con cầm tới cầm lui rồi nó rớt rồi đó.